Xin được tự giới thiệu, con tên là Đỗ Việt Anh. Và suốt 9 năm học, cả tới cấp 1 và cấp 2, con đều ở lớp trưởng. Và con đều là một trong những học sinh tốt và có thành tích xuất sắc trong trường. Vì thế chẳng có lý do gì mà con lại không tự tin đăng ký ở một trường điểm trên địa bàn Hà Nội trong kỳ thi cấp 3. Thế nhưng con thực sự đã trượt cấp 3. Lớp con có 46 bạn, thì con là lớp trưởng, 45 người đỗ, một mình con trượt. Con cảm thấy rằng lúc đó 9 năm học tập của con gần như bỏ đi. Thưa quý vị, và đây là chàng trai của chúng ta, bạn Đỗ Việt Anh. Bây giờ thì đang là một sinh viên năm thứ 3 của Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn Việt Anh. Em đã từng xem đi xem lại rất nhiều đoạn clip này rồi đúng không? Dạ vâng. Em phải nói là năm nào cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội diễn ra thì cái clip này không biết từ đâu nó lại chui lên các cái mặt, các cái trang báo cũng như là các cái trang tin của Facebook. Mỗi lần xem lại cảm xúc như nào? Sau khi mà ghi hình chương trình đấy xong thì em khá là ít lần dám xem lại. Anh nghĩ rằng là một trong những cái lý do ấy mà để cho mỗi lần xem lại em cảm thấy hơi ngượng nghịu một chút ấy là bởi vì lúc đó khi mà xem lại khoảnh khắc đó là lúc em phải nhớ lại một giai đoạn mà em đã chịu rất nhiều những áp lực về tâm lý. Đó là một giai đoạn khó khăn. Chắc chắn phải nói đến những cái áp lực mà áp lực không phải từ một phía mà áp lực từ rất là nhiều phía, từ những cái người xung quanh mình. Rồi mọi người có góc nhìn khác về em. Ôi hóa ra thằng này là bục phẹt, hóa ra thằng này chảo cái gì, thằng này hóa ra như này thôi mà nó cũng chỉ tầm thường như vậy. Xong mọi người nhìn với con mắt đánh giá em. Rồi đến bạn bè em thì đã chắc suất vào một trường cấp 3 công lập để học. Lúc đấy thì em rất là ngại gặp các bạn, vì các bạn khi mà các bạn gặp các bạn mà đỗ công lập ấy, thì các bạn luôn trò chuyện những cái câu chuyện như là ôi trường mày có cái gì mới, vào cấp 3 sẽ như thế nào nhỉ, có câu lạc bộ nào không, câu lạc bộ vẽ, bóng đá, bóng rổ. Mà em thì không, em thì tao trượt, tao còn chưa có một nơi để có thể gửi gắm bản thân mình vào thì không thể tham gia những câu chuyện như vậy được. Đêm nào cũng khóc, nằm khóc phải một tuần, đêm nào cũng khóc. Em thậm chí đã từng có những cái suy nghĩ là mình có thể tự kết thúc cuộc sống của mình. Đến thời điểm nào sau này thì em mới vượt qua được cái rào cản, cái áp lực đó, em mới thực sự nhá có đủ tự tin để đối diện với những người thân quen của mình, để đối diện với bạn bè của mình, để nói về câu chuyện là ừ, tôi đã tự thi trượt cấp 3 công lập đấy. Đến năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì em đều có tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử của cụm Thanh Xuân Cầu Giấy và đều được giải nhì. Lúc đấy thì họ có đăng điểm, họ có đăng những cái thành tích lên các cái trang fanpage của trường, nên là các bạn khác cũng có nhìn thấy được các cái thành tích của em và bắt đầu họ cũng nhắn tin chúc mừng. Và tiếp đến cái kỳ thi đại học, thế là em đã thành công, em đã thi được vào trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm không hề tệ. Năm nhất, năm hai ở đại học thì em đều là một trong những sinh viên ưu tú, có thể nói là ưu tú của trường. Đến bây giờ em có thể nói với khán giả rằng là em đã hoàn toàn vượt qua cái cú sốc đó. Nào bây giờ đúc kết lại thành một lời khuyên nào đó, một lời chia sẻ nào đó cho những em thí sinh mà vừa trải qua một kỳ thi không như ý, em có thể nói gì? Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Các em có quyền buồn, nhưng mà hãy giới hạn trong hè này, để khi mà các em nhập học một môi trường mới, các em làm lại bản thân mình. Và khi đó còn rất nhiều cơ hội của các em còn chờ đợi trong tương lai. Và hãy cố gắng thể hiện được bản thân mình cho gia đình, cho người thân và cho tất cả bạn bè của em thấy là các em thực sự là những người có năng lực.